Con xin kính chào cộng đoàn, mời cộng đoàn cùng lắng nghe bài suy niệm trích trong sách lẽ sống ngày mùng 8 tháng 12 lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội với tựa đề Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương. Đời người có lẽ ai cũng có một lần trải qua một biến cố lớn trong lịch sử, thế giới hay dân tộc. Một ít cụ già hiện còn sống sót có lẽ phải trải qua cuộc đại chiến thế giới thứ nhất. Nhiều người đã có thể chứng kiến những tàn phá khốc liệt của thời đại nhị thế chiến cộng với nạn đói kinh hoàng ở Bắc Việt năm 1945 và đa số chúng ta đã trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến không biết bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu cuộc chiến trong nước cũng như tại các nước khác trong những năm gần đây. Thế vào đó còn biết bao nhiêu thiên tai và tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cho con người. Chiến tranh và sự sao đọa của con người có lẽ mang lại cho chúng ta cảm cái cảm tưởng rằng sự dữ tội ác đã lan tràn khắp cả mặt đất. Thế giới ngày nay không còn biết đến Thiên Chúa nữa cùng với tất cả một đoàn người mà Đức Cố Giáo Hoàng Doan Paulo 23 gọi là các tiên tri chuyên loan báo thảm họa. Có lẽ chúng ta chỉ nhìn vào thế giới bằng đôi mắt của bi quan thất vọng. Chúng ta chỉ nhìn thấy thảm họa tăng tóc để rồi loan báo ngày tận cùng của thế giới như kể bên thế giới có tội lỗi đó thế giới có tang thương đó thế giới có nhiều thảm họa đó nhưng chúng ta đừng quên rằng chương trình của thiên chúa đang được thực hiện dọc theo chiều dài của lịch của lịch sử nhân loại giữa hai cực một bên là sự sa ngã ở khởi đầu lịch sử và một bên là ngày tận cùng của thế giới đã có một cuộc nhập thể làm người của con thiên chúa ngài đã làm người ngay giữa lòng của một nhân loại tội lỗi của thời đại ngài thế giới của chúng ta đầy rẫy tội lỗi thiên chúa vẫn yêu thương thế giới ấy thay vì chỉ nhìn thấy hận thù bạo động và sao đọa dưới mọi hình thức chúng ta hãy cố đọc được những dấu chỉ của thời đại để thấy rằng thiên chúa vẫn luôn có mặt trong lịch sử con người thiên chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người Mừng kính lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội hôm nay giáo hội cũng muốn lập lại với chúng ta chân lý ấy Thiên Chúa đã yêu thương con người và không có gì Thiên Chúa không làm được Thiên Chúa đã tạo dựng mẹ và gìn giữ mẹ khỏi mọi tì vết của tội lỗi Mẹ là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta Mẹ là bình minh của nhân loại mới Mẹ một nhân loại được thiên chúa cứu chuộc và ban cho sức mạnh để vươn lên không ngừng chúng ta hãy chiêm ngắm mẹ với tất cả niềm cậy trông và lạc quan ấy qua mẹ thiên chúa muốn tỏ bày tình yêu không hề lay chuyển của ngài cho nhân loại và qua mẹ ngài cũng muốn chúng ta bước đi trong vâng phục và yêu mến cậy trông Thân phận yếu hèn của chúng ta được dệt bằng những vấp ngã và trỗi dậy không ngừng. Chúa ban cho chúng ta một người mẹ không tì vết để chúng ta không ngừng ngước mắt nhìn lên. Chúa ban cho chúng ta một người mẹ luôn thưa xin vâng giữa muôn ngàn đớn đau thử thách để chúng ta tiếp tục trỗi dậy sau những lần vấp ngã. Chúng ta hãy nhìn lên mẹ, mẹ luôn có đó để giúp chúng ta khỏi vấp ngã. Và nếu chúng ta có vấp ngã, mẹ sẽ đỡ chúng ta dậy và giúp chúng ta tiếp tục Thưa xin vâng với Chúa để chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, một mặt thì thế giới đầy tội lỗi và đầy sự ác. Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng là giữa cái thế giới tội lỗi và sự ác ấy, Thiên Chúa đã sinh ra giữa con người, giữa thế giới tội lỗi này. Và chính nhờ Đức Giêsu, mẹ Maria và tất cả những ai tin vào Đức Giêsu cùng với mẹ, chúng ta cũng sẽ được biến đổi. Đó là niềm tin và niềm hy vọng của tất cả chúng ta con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn